Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là bản tin thời sự sáng với những thông tin nổi bật sẽ có ngay sau đây. Các doanh nghiệp nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão số 3, sớm ổn định hoạt động sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động. Công an huyện Kiến Thụy chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện các quy trình thủ tục phấn đấu hoàn tất việc cấp đổi thẻ căn cước trên địa bàn. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vượt qua những khó khăn do thiệt hại từ cơn bão số 3, các doanh nghiệp đang nỗ lực hết sức để khôi phục hoạt động, tạo điều kiện cho công nhân lao động sớm trở lại làm việc, ổn định cuộc sống. Khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng là một trong những khu công nghiệp được hình thành sớm nhất tại Hải Phòng. Trong khu hiện có những nhà xưởng được xây dựng từ thời kỳ đầu thành lập mô hình khu công nghiệp. Bão số 3 đổ bộ đã tàn phá cơ sở vật chất, nhà xưởng, khiến nhiều doanh nghiệp phải gián đoạn hoạt động. Do mưa bão nên là bên công ty đã bị thiệt hại, là bị tốc mái một phần và bị nước tràn vào nhà xưởng một phần. Hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đều sản xuất hàng hóa, sản phẩm xuất khẩu, cung ứng cho thị trường quốc tế. Do đó, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và khẩn trương tìm mọi cách nhanh chóng nối lại sản xuất. Ban quản lý khu kinh tế và thành phố cũng đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu, cùng doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ nhà đầu tư tối đa. Toyota Gosei có khoảng 6.000 người. Công ty sẽ nhanh chóng hồi phục sản xuất và sản xuất bù để có thể đáp ứng các bên khách hàng sớm nhất. Hiện phần đông các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được hỗ trợ về đầu mối, nhân lực để sửa chữa các hư hại, đảm bảo điều kiện để nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc. Đặc biệt là có giải pháp hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất. Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho hay sẽ tạo thuận lợi tối đa về thủ tục trong phạm vi chức năng thẩm quyền để các doanh nghiệp khắc phục hậu quả bão số 3. Ngay sau khi cơn bão số 3 tan, Hội Chữ thập đỏ các cấp thành phố tập trung rà soát các trường hợp bị thiệt hại nặng nề, kêu gọi các tổ chức cá nhân hảo tâm cùng chung tay cứu trợ giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống sau bão. Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, bước đầu Hội Chữ thập đỏ quận Ngô Quyền phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố và các nhà tài trợ tổ chức đến thăm, động viên, tặng quà hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau bão, đồng thời rà soát, thống kê các trường hợp để có kế hoạch cứu trợ kịp thời. Kêu gọi các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ chung tay giúp các gia đình và các cơ quan, đơn vị dọn dẹp sau bão. Gia đình tôi thì lốc tốc ba mấy mảnh tôn và ngập nước. Ngập nước đầy vào nhà, tủ lạnh thì cũ nhưng mà hỏng hết, và giường chiếu thì nó lại bị hư hại. Nay tôi được Ban Chữ thập đỏ của quận Ngô Quyền đã nâng cấp cho chúng tôi quà, gạo, thì chúng tôi rất là cảm kích. Tính đến thời điểm này thì Hội Chữ thập đỏ quận Ngô Quyền chúng tôi cũng đã thăm và tặng quà cho trên 30 hộ gia đình bị tốc mái cũng như là hư hỏng nhà cửa, với giá trị quà là từ 700.000 đến 1.500.000. Thì tính đến thời điểm này, tổng giá trị nhân đạo mà Hội Chữ thập đỏ quận chúng tôi quan tâm là trên 100 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cũng tổ chức trao kinh phí 50 triệu đồng và 1 tấn gạo tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ngô Quyền. Tại chương trình, 17 trường hợp hộ cận nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 được trao hỗ trợ 1 triệu đồng và 10kg gạo mỗi người. Ngoài ra, các trường hợp người già yếu, khó khăn trong di chuyển, khuyết tật được Hội Chữ thập đỏ quận Ngô Quyền chuyển quà, kinh phí hỗ trợ tới tận nhà. Đây là hoạt động thiết thực, kịp thời để hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, bảo đảm sức khỏe, vươn lên trong cuộc sống. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo hỗ trợ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bị thiệt hại do mưa bão sớm ổn định học tập, thực hiện các giải pháp để việc dạy học ở các nhà trường an toàn. Theo đó, Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chủ động rà soát, thống kê tình hình thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập của nhà trường và học sinh do bão lũ gây ra để có phương án khắc phục và báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bị thiệt hại do mưa bão, sớm ổn định học tập. Thực hiện các giải pháp để việc dạy học ở các nhà trường an toàn, hiệu quả, phối hợp với các đơn vị cung ứng sách giáo khoa tại địa phương, kịp thời cung cấp bổ sung sách giáo khoa cho học sinh, bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa, giúp học sinh nhanh chóng ổn định học tập.
Trong điều kiện quy mô sản xuất nhỏ, năng lực quản lý hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, thì việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số được đánh giá là đòn bẩy quan trọng cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã. Nếu làm tốt, sẽ thúc đẩy các hợp tác xã thay đổi từ mô hình hoạt động truyền thống sang mô hình hệ sinh thái liên kết hiệu quả, quá trình sản xuất, kinh doanh, áp dụng công nghệ mới. Là đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh dịch vụ sản phẩm nông nghiệp, nhận thấy nhu cầu tiêu dùng của người dân có những thay đổi nhanh chóng trong thời đại công nghệ số. Để bắt nhịp với xu thế chung, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy đã chủ động thay đổi cách nghĩ, cách làm. Ngoài bán hàng theo phương thức truyền thống, các thành viên hợp tác xã tích cực học hỏi, cập nhật trang bị những kiến thức để tiếp cận với phương thức bán hàng online. Đây là hình thức bán hàng có thể tối ưu hóa quy trình mua hàng thông qua việc tương tác trực tiếp với người mua và người bán, là yếu tố rất quan trọng giúp người bán truyền tải được ưu điểm và người mua cảm nhận được thực tế hơn về sản phẩm. Trước kia thì chúng tôi cũng đã tiếp cận công nghệ thông tin, thì cũng đã bán hàng trên những trang cá nhân như Facebook và Zalo, nhưng mà đợt gần đây thì nền tảng TikTok đang là nền tảng mới mà phát triển mạnh, nên là chúng tôi đã đẩy mạnh nông sản sang cả nền tảng TikTok nữa để có thể nâng cao năng lực bao tiêu nông sản cho bà con nông dân. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra sâu rộng, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số là yêu cầu thực tiễn khách quan của sự phát triển đối với mọi thành phần kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tập thể. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã thành phố đã tăng cường đẩy mạnh thông tin tới các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên, qua đó góp phần tạo điều kiện để các đơn vị phát huy nội lực, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ chuyển đổi số và hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Cùng với các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, để việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, các hợp tác xã cần chủ động tiếp cận, tìm hiểu các giải pháp số, công tác quản lý vận hành được thuận lợi, chú trọng định hướng vào công tác đào tạo con người, thu hút nguồn lực trẻ vào làm việc tại các hợp tác xã, tạo điều kiện cho việc tiếp cận và sử dụng giải pháp số hiệu quả hơn. Mặt khác, tiến hành tìm kiếm, liên kết sâu với doanh nghiệp nhằm tận dụng nguồn lực tài chính, nhân sự để thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Để đáp ứng được nhu cầu tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp, cuối năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã khai trương điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số thành phố Hải Phòng và kết nối cung cầu công nghệ về chuyển đổi số do Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và Công nghệ quản lý vận hành. Đến nay, điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đã đạt được những kết quả nhất định, ký kết hợp tác với các đơn vị có các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực chuyển đổi số, phối hợp tập huấn về sản phẩm, kỹ năng, nghiệp vụ tại các đơn vị, tư vấn hỗ trợ cho một số sở ban ngành, quận, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 và hơn 200 lượt người dân, doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ tư vấn về các nội dung liên quan tới lĩnh vực chuyển đổi số, hành chính công, ứng dụng công nghệ số. Điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số thành phố Hải Phòng là mô hình đầu tiên và duy nhất trên cả nước tư vấn hỗ trợ về hoạt động chuyển đổi số, góp phần làm phong phú thêm cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số, mà còn giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn, gần hơn, đa dạng hơn với các mô hình, giải pháp về chuyển đổi số. Thực hiện luật căn cước 2023, Công an huyện Kiến Thụy đã tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và sớm thực hiện các quy trình thủ tục, hoàn tất việc cấp đổi thẻ căn cước trên địa bàn huyện. Cùng với nhiều người dân trên địa bàn huyện, chị Đỗ Thị Hiền đến bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy để thực hiện thủ tục cấp mới thẻ căn cước cho bản thân. Do đã có đầy đủ thông tin trong hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, nên chỉ trong khoảng vài phút, mọi thủ tục mới như cung cấp thông tin nhân dạng, thông tin sinh trắc học đã được hoàn tất. Từ mới đầu chưa đến thì mọi người nghĩ là cấp mới hay là đi làm lại chứng minh thư thì cảm giác là bất tiện với lại thủ tục rườm rà. Nhưng mà khi mà đến đây, tất cả mọi người, kể cả các cháu học sinh đến thì được hướng dẫn tận tình từng bước một, cho nên là mọi người ai cũng thấy thoải mái và thấy nó dễ dàng. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân được cấp thẻ căn cước, Công an huyện đã tăng ca tăng kíp làm thêm giờ, đồng thời phối hợp với các đoàn thể vận động người dân tổ chức các buổi lưu động về trường học để cấp thẻ căn cước công dân dưới 14 tuổi. Công dân khi đi làm thủ tục căn cước tại bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân huyện thì trước khi đi làm thủ tục thì công dân sẽ thực hiện các bước dịch vụ công của Bộ Ngan cũng như dịch vụ công quốc gia. Đối với công dân mà dưới 14 tuổi thì là cần có, khi thực hiện dịch vụ công cần có bố mẹ hoặc là người đại diện hợp pháp thực hiện các bước thủ tục
cấp căn cước trên cổng dịch vụ quốc gia hoặc là cổng dịch vụ Bộ Công an thì sẽ đặt lịch hẹn trên đó, và là đến ngày hẹn thì là công dân sẽ được bố mẹ của người đại diện pháp dẫn đến cơ quan công an để mà làm thủ tục cấp căn cước công dân. Thực hiện luật căn cước 2023, Công an huyện Kiến Thụy đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực. Cùng với sự chủ động tích cực của nhân dân, từ ngày 1 tháng 7 đến nay, Công an huyện đã cấp 920 thẻ cho trẻ dưới 6 tuổi, từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi là gần 1.000 thẻ, và từ 14 tuổi trở lên là trên 1.700 thẻ. Bây giờ là thông tin dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trên cả nước ngày hôm nay. Bản tin thời sự sáng đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Thông báo: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình, cụ thể như sau. Tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình, số lượng từ 3 đến 5 người. Công việc: biên tập viên đọc và dẫn các chương trình bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài, tiếng Anh, Hàn, Nhật. Tiêu chuẩn, điều kiện: là công dân Việt Nam, tuổi từ 18 đến 25, giới tính: nam, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1m65 trở lên, phát âm chuẩn, có khả năng viết và dẫn chương trình, tốt nghiệp đại học hoặc đang học đại học, ưu tiên ngành học báo chí và các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Hồ sơ dự tuyển gồm có đơn xin dự tuyển, sơ yếu lý lịch, dán ảnh 46 có xác nhận của chính quyền địa phương, bản sao có chứng thực, bằng tốt nghiệp đại học, các bằng cấp và chứng chỉ khác nếu có, căn cước công dân. Lệ phí xét tuyển 200.000 đồng một người. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, số 2 Nguyễn Bình, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Điện thoại 0912 453 118. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024. Hồ sơ dự tuyển không trả lại. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ trực tiếp liên hệ với những thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển. Trong thời gian làm cộng tác viên và phóng viên, nếu đáp ứng tốt với công việc, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ ký hợp đồng tuyển dụng chính thức.